Xin mến chào quý anh chị và các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2020. Thì hôm nay mình xin tiếp tục làm clip cập nhật tổng hợp tình hình giá nhãn Ido, giá nhãn tiêu da bò, giá nhãn xuồng ở khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long cho quý anh chị và các bạn cùng tham khảo. Thì đầu tiên là tình hình giá nhãn Ido tại khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp. Thì trong một vài ngày qua vừa qua thì giá nhãn Ido tăng nhẹ. Hiện nay thì tình hình giá nhãn Ido ở khu vực Cần Thơ, Vĩnh Long, Hậu Giang và Đồng Tháp giá dao động từ 17.000 đến 22.000 đồng một ký. Ở khu vực Vĩnh Long thì có giá từ 17.000 đến 20.000. Ở khu vực Đồng Tháp thì có giá dao động từ 17.000 đến 22.000. Ở khu vực Cần Thơ và Hậu Giang có giá dao động từ 17.000 đến 21.000 đồng một ký. Ngoài ra thì cũng tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn, từng hình thức mua của lái, mua xô hoặc là mua lựa mà sẽ có giá chênh lệch lên xuống từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá nhãn tiêu da bò. Thì trong một vài ngày qua thì tình hình giá nhãn tiêu da bò ở khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long thì giá vẫn không tăng nha quý anh chị và các bạn. Ở khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long thì giá nhãn tiêu da bò chỉ dao động ở mức giá từ 7.000 đến 10.000 đồng một ký. Tiếp theo là tình hình giá nhãn xuồng. Thì trong một vài ngày qua thì giá nhãn xuồng tăng nhẹ nha quý anh chị và các bạn. Cụ thể là ở khu vực Cần Thơ và Vĩnh Long thì tình hình giá nhãn xuồng dao động ở mức giá từ 30.000 đến 35.000 đồng một ký. Ngoài ra thì cũng tùy theo từng khu vực, từng vườn nhãn và từng hình thức mua của lái mà sẽ có trên giá chênh lệch lên xuống từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký. Do tình hình hiện nay thì giá nhãn có thể lên xuống theo từng ngày và theo từng khu vực. Do không có thời gian rảnh nên đôi khi thì khoảng 2-3 ngày mình mới có thể làm một clip cập nhật tình hình giá nhãn, nên đôi khi thì nó có chút chậm trễ và nó có chút không được chính xác so với giá của thị trường, thì mong quý anh chị và các bạn thông cảm. Đồng thời cũng rất mong quý anh chị và các bạn nào có ghé xem kênh, có đang bán nhãn hay có biết tình hình giá nhãn ở khu vực nào thì xin vui lòng comment ở phía bên dưới cho quý anh chị và các bạn xem sao cùng tham khảo. Xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn rất là nhiều. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho tất cả quý anh chị và các bạn có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin kính chúc cho tất cả quý bà con mình đang thu hoạch nhãn và sắp sửa thu hoạch sẽ có một mùa nhãn đạt được năng suất thật là cao và bán được giá.